Chào các em, các em làm đề này nhé. Các em làm câu 47 này. Bao nhiêu số nguyên dương y nhỏ hơn 500? Mỗi y tồn tại ít nhất 9 số nguyên x. Thỏa mãn. Thì cái bất phương trình này nó không có ràng buộc tích xy được nhỉ? Các em có thể cô lập được xy ở hai vế đúng không? Đấy, thế thì các em sẽ cô lập xy ở hai vế nhé. Đấy, cái điều kiện này. Ở đây là nguyên dương rồi thôi đúng không? Nguyên dương thì không cần điều kiện nữa. Đấy, bây giờ tách cái lô này ra này. Tách lô này ra xong chuyển lô x sang về trái nhá, còn chuyển cái y này sang về phải. Thì có tương đương x mũ 4 cộng 2x bình cộng 1 cộng loga cơ số 2 của x bình cộng 1. Đấy, sẽ bé hơn hoặc bằng loga cơ số 2 của căn 2y cộng 1. Và y này thì chuyển sang được chưa nhỉ? Thành cộng y. Đấy. Thì về trái này thì các em thấy là nó sẽ đồng biến rồi, được chưa? Đấy. X bình. Ở đây là x bình là đấy, x bình là không âm, được chưa nhỉ? Đấy, x bình không âm, cho nên là sẽ có vế trái này là đồng biến. Thế cho nên là em thấy là 9 số nguyên x. 9 số nguyên x thì sẽ là đây. Các em thấy x thuộc tập này. 0 này. Cộng trừ 1 này. Cộng trừ 2 này. Cộng trừ 3. Cộng trừ 4. Đây. Đấy, 9 cái giá trị này là đủ 9 rồi, được chưa? Đấy. Thế đây 4 cặp với cả 0 nữa là 9 này. Đấy, thế thì chỉ cần vế phải. Đấy, vế phải min thì đấy, thì bằng đây là fx đi. Đấy. Đấy, đây là HI. Thì chỉ cần HI min bằng 4 là thỏa mãn, được chưa? Đấy. Suy ra HI sẽ lớn hơn hoặc bằng F4. F cộng trừ 4, được chưa nhỉ? F cộng trừ 4. Đấy, F cộng trừ 4 bằng. Đấy, các em nhập 4 vào x này. Thì sẽ được xem nào. Sẽ là 4 mũ 4 này cộng 32 đúng không? Đấy, cộng 32 này 33
Đấy, cộng 33 cộng loga loga cơ số 2 của 17. Đấy, bằng. Đấy, sẽ được 293. 293 phẩy đấy, phẩy 0 87. Đấy. Đấy, thế mà hàm HI thì cũng đồng biến, được chưa? Đấy, hàm HI cũng đồng biến. Thế thì bây giờ các em lại dùng chế độ bảng để kiểm tra xem y bằng mấy thì về phải nó lớn hơn hoặc bằng cái 293,08 này nhá. Đấy. Dùng chế độ bảng cho về phải này. Bảy này. Fx bằng loga cơ số 2 của căn. Đấy, 2x cộng 1. Đấy, 2x cộng 1 cộng y cộng cộng x ở ngoài cộng x bằng 293. 293. 293. Thế thì bắt đầu thử bắt đầu từ 270 đi, y bằng 270 nhá. Đấy, bắt đầu từ 270 lên 298. Máy của thầy là bảng nó được 28 giá trị, được chưa? Đấy, các em tùy máy nhá, tùy máy để các em kiểm tra nhá. Máy của thầy là được 28 giá trị cho bảng. Đấy, thì thầy sẽ kiểm tra từ 270 đến 298. Đấy, bắt đầu từ 270 này. Đấy, đến 298 này. Đấy, bậc là 1. Đây. Đây là 293. 293 thì bắt đầu từ từ 289 là thỏa mãn nhá. Đấy. Đấy, 288 thì nhỏ hơn, được chưa? H288 thì nhỏ hơn, cái này lớn hơn. Lớn hơn H288. Ừ. Lớn hơn H288 nhưng mà nhỏ hơn H289, được chưa? Đấy. Đấy. HI. Đấy, có nhá, có. Đấy, có HI bé hơn. À, lớn hơn. Đấy, lớn hơn F. Đấy, cộng trừ 4. Ừ. À, đây là 299. Đấy, 299. Đấy, à 2 289. Đấy, 289. Đấy, 289. Đấy, 288 thì chưa được, 288 thì vẫn nhỏ hơn nhưng mà 289 thì lớn hơn nhá. Cho nên là lấy từ 289. Ừ. Đấy, cho nên suy ra đây 289 bé hơn hoặc bằng y, và đề bài bảo là phải nhỏ hơn 500, nhỏ hơn thì từ 499. Ừ. Thế thì lấy 499 trừ đi 289 rồi cộng 1, được chưa? Đấy. 499 này. Đấy, trừ 289. 210, 210 cộng 1 nữa là được 211 nhá. Đấy, suy ra 211 là đây. Ừ, suy ra B. Ừ. Đấy, đây là câu 47. Kem chuyển. Câu 49. Xét ba số phức W, Z1, Z2.
Thế thì trước hết các em khai thác cái giả thiết này. Mày khai thác giả thiết này trước nhá. Đấy thì A là điểm biểu diễn Z1 này. Đấy, Z1 thì sẽ bằng A cộng BI. Đấy, điểm B thì sẽ có tọa độ là -1, -2. Điểm C sẽ có tọa độ là 5, 6. Đấy, thế thì từ đây sẽ suy ra 10 sẽ bằng AB cộng AC. Thế mà kem có BC này. Đấy, BC thì đây là 6 bình 36 này. 8 bình là 64 là 100. Căn 100. Đấy, căn 100 thì cũng bằng 10, được chưa? Đấy, thế thì lúc này các em có BC bằng bằng AB cộng BC. Đấy, thế thì suy ra là A sẽ thuộc đoạn BC, được chưa? Đấy. Đấy, suy ra đấy, A thuộc đấy, đoạn nhá, đấy, đoạn. Đoạn BC. Rồi. Giờ thì khai thác tiếp hai cái giả thiết này nhá. Đây là W cộng Y thì đây có thể là thêm vào hai vế 5Y để đây là W cộng Y này. Đấy, sau đó các em lấy module. Thế thì thêm vào đây 5Y. 5Y thì trừ 8 sẽ là trừ 8 cộng Y. Đấy, thì các em có trừ 8 cộng Y. Đẩy cái này ra ngoài thì các em có là trừ 8 cộng y phải chia cho 2 cộng y đấy. Đấy thì cái này mà khử phức ở mẫu thì nhân với đấy, cái này sẽ bằng y trừ 8 nhân với cả 2 trừ y. Y trừ 8 nhân 2 trừ y trên 2 bình trừ y bình là trên 5 đúng không? Đấy 4. Đấy module của cái này sẽ là 5. Bình phương module. Đấy, nhân cả tử và mẫu với liên hợp thì mẫu sẽ thành 5 nhá. Đấy thì ở đây sẽ được là phần thực là -16. Đây là cộng 1 là trừ 15. Trừ 15 chia 5 thì được trừ 3. Còn ảo thì 2y, 8y là 10y. 10y chia 5 thì được cộng 2y. Đấy, các em có cái này. Đấy, đấy thế thì đấy, sẽ suy ra 5 nhân đấy, W cộng Y này đấy, sẽ bằng hai cộng Y bên trong này sẽ là Z2 đấy, Z2 trừ 8 cộng Y được chưa đấy, Z2 trừ đấy, trừ 8 cộng Y trên 2Y cộng là y trừ 8 trên 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 2 cộng y. Đấy, các em phá ngoặc tròn này thì nó sẽ ra Z2. Z2 nhân với cái này. Z2 nhân cái này và đây trừ 8 trừ 4y. Được chưa? Trừ 8 trừ 4y mà cộng thêm 5y này nữa thì sẽ thành là trừ 8 cộng y nhá. Đấy.
trừ 8 cộng y đây, y trừ 8 đây. Đấy, tại vì đẩy nhân tử chung thành là 2 cộng y thì y trừ 8 này phải chia cho 2 cộng y nhá. Đấy, thì mới có nhân tử chung là 2 cộng y ra ngoài này. Đấy, thì cái này sẽ bằng bằng 2 cộng y nhân với cả Z2 trừ 3 cộng 2y. Thế thì bây giờ sẽ mô đun 2 vế, được chưa? Đấy, mô đun 2 vế. Suy ra này. Đấy, mô đun xong là đây sẽ được căn 5 này. Đấy, mô đun cái này được căn 5. Sẽ có mô đun Z2 trừ 3 cộng 2y. Đấy, sẽ bằng mô đun cái này. Đấy, mô đun cái này thì được 3 phần căn 5, đúng không? Được 3 căn 5. 3 căn 5 giản ước cái này. Cái này là căn 5. Đấy, thì chỉ còn 3, được chưa? Đấy, còn 3. Đấy, thì suy ra là Z2. Đấy, Z2 sẽ thuộc đường tròn nhé. Đấy, đường tròn này gọi là đường tròn D đi. Đấy, đường tròn D sẽ có phương trình là x trừ 3 tất cả bình. Đấy, cộng y cộng 2 tất cả bình. Đấy, sẽ bằng 9. Đấy, sẽ có tâm là 3 trừ 2 nhá. Đấy. Đấy, tâm là 3 trừ 2. Đấy, thế bây giờ D đây. Đấy. D đây. Đấy, D là Z2. Thế thì đấy, D này là đường tròn nhá. Đấy, đường tròn D. Thế bây giờ P. P Z1 cộng Z2 có nghĩa là sẽ bằng OA, vector OA cộng vector OD. Đấy, được chưa? Đấy. Đấy, thì sẽ bằng 2 vector OT với điều kiện là T là trung điểm, được nhé. Đấy, T là trung điểm có nghĩa là AT bằng TD. Đấy, thì theo công thức cộng vector, được chưa? Đấy, vector OA cộng vector OD sẽ bằng 2 vector OT nhé. Đấy, công thức trung điểm. Đấy, T là trung điểm của AD. Đấy, thế bây giờ để min, để tổng này là đặt min thì có nghĩa là vector OT là min. Thì các em có thể dùng hình nhá, dùng hình vẽ. Câu 49. Đấy, các em vẽ hình nè. BC C56. 56. Đây, 6 ở đây. Đấy, 6 ở đây. Đấy, 5, 4, 3, 2, 1. Ừ.
Đấy, chụp OI đây. Đấy, OI 2. Đấy, 2, 4, 6. Ừ. Rồi, 5, 6. 5 ở đây. Đấy, 2, 4, 5. Đấy, đây là C. Đấy, B là trừ 1, trừ 2. Đây, trừ 2 đây. Đấy, trừ 1 đây. B. Đấy, BC. Đấy, thế còn thế còn đường tròn D. Đường tròn D là 3 trừ 2. 3 trừ 2. Đây, 3 trừ 2 đây. Đấy, tâm D đây. Ừ. Đấy thì bán kính bằng 3. Ừ, thì các em vẽ đường tròn D. Đấy, đường tròn D. Ừ. Thế còn là đường thẳng BC, các em nối B với C. BC. Thế thì em thấy là từ hình vẽ như thế này được chưa? Đấy, hình vẽ như thế này. Đấy, hình vẽ như thế này mà A thuộc BC còn là D. Ừ. À. Z2 này thuộc đường tròn D. Thế thì à đấy, nếu ký hiệu là D là biểu diễn Z2 rồi thì đây gọi là D phẩy đi nhá, đường tròn D phẩy. Ừ. Đấy, điểm D sẽ ở trên đường tròn D phẩy này. Đấy, điểm D ở trên đường tròn D phẩy này mà T là trung điểm của AD. Thế thì các em thấy là thế thì các em sẽ lấy
Lấy A là chân đường vuông góc hạ từ O xuống BC đi nhá. Đấy, A là chân đường vuông góc hạ từ O xuống BC. Các em có phương trình đường thẳng BC này. Đấy, đầu tiên là có vector BC. Vector BC. Đấy, vector BC sẽ là 6. Đấy, 6, 8. Đấy, thế thì đường thẳng BC. Đấy, đường thẳng BC. Đường thẳng BC pháp tuyến sẽ là 4 trừ 3, thế thì bốn nhân với cả x cộng 1 trừ 3 y cộng 2 sẽ bằng 4x trừ 3y, 4x trừ 3y trừ 2 bằng 0. Đấy, phương trình BC. Thế thì từ cái hình vẽ này các em có thể lấy xấp xỉ luôn là giao của OD phẩy với cả BC với cả đường tròn luôn nhá. Các em nhìn hình vẽ này. Đấy, nhìn hình vẽ này. Cái đường thẳng OD phẩy này là gần như là đấy, là nó sẽ cắt BC và D phẩy này là tại hai cái điểm AD là để cho OT này là min rồi, được chưa? Đấy. Đấy, các em có thể lấy xấp xỉ cái giá trị đấy luôn nhá. Thì ở phương trình của OD phẩy này. Đấy. Thứ nhất là vector OD phẩy. Vector OD phẩy thì sẽ là 3 trừ 2. Cho nên là phương trình của OD phẩy. Đấy, phương trình OD phẩy sẽ là phương trình OD phẩy OD phẩy sẽ là 2x cộng 3y. Đấy, 2x cộng 3y. Đấy, bằng 0. Được chưa? Đấy. À, 2x cộng 3y bằng 0. Thế thì OD phẩy giao với đường tròn OD phẩy giao với đường tròn D phẩy. Giao với đường tròn D phẩy này. Thì đây D phẩy đây. Đấy. Đấy, điểm D. Đấy, D là biểu diễn Z2 nhá. Đấy, D biểu diễn Z2. D biểu diễn Z2. Thế thì đấy, điểm D thuộc đường tròn này thì sẽ là đây là y bình này. Y bình thì sẽ bằng 4 phần 9 x bình, được chưa? 4 phần 9 x bình
4 phần 9 x bình cộng với x bình ở đây nữa là thành 13 phần 9 x bình. Đấy, 13 phần 9 x bình. Đấy, đây là trừ 6 x. Đây là cộng 4 y. 4 y thì... y thì là trừ 2 phần 3 là thành trừ 8 phần 3 trừ 8 phần 3 x trừ 8 phần 3 cộng với cả trừ 6 trừ 8 chia 3 trừ 6 bằng trừ 26 phần 3 trừ 26 phần 3 x. Và cộng 4, được chưa nhỉ? Ở đây 9, đây 9 hết, còn cộng 4. Đấy, cộng 4 bằng 0. Thế thì các em bấm phương trình bậc 2 này. 13 phần 9 này. Trừ 23 chia 6, 26 chia 3. 26 chia 3. 4. Sẽ được năm phẩy bốn. Năm phẩy bốn chắc là nghiệm ở dưới này, được chưa nhỉ? Đấy, nghiệm này nhỏ thôi, 0,5, nghiệm này là 0,5, xấp xỉ 0,5. Suy ra xd nhá. Đấy, suy ra xd. Đấy, xấp xỉ 0,5. 0,5. XD xấp xỉ 0,5. Thế còn còn XA, được chưa nhỉ? Đấy, XD xấp xỉ 0,5. ID. Đấy, ID. ID. Đấy, thế vào đây thì thành 1/3, đúng không? Đấy, trừ 1/3. Đấy, thế còn là a OD phẩy giao với cả BC này. OD phẩy giao BC là ra A. Thì BC, phương trình BC đây. BC đây. Nhân 2 lên là 4x, đây là 6y. Trừ cái này. Đấy, cái này trừ 6 thành 9y, đúng không? 9y bằng trừ 2. Đấy. Đấy, suy ra 9y. Đấy, 9y bằng trừ 2. Đấy, đây là 9ia. Đấy, suy ra ia. Đấy, bằng trừ 2 phần 9. Đấy, và xa. Đấy, các em thế vào đây. Ba nhân với cả 2/9 là trừ 1/3, đúng không? Trừ 1/3 chia 2, 1/6. À đâu? Ba nhân 2/9 này, 3 nhân 2 chia 9 bằng 2/3, xong lại chia 2 nữa, được chưa? Đấy, chia 2 nữa thì bằng 1/3, đúng rồi, xa bằng 1/3.
đấy, 1 phần 3. Đấy, thế lúc này sẽ suy ra. Đấy, suy ra trung điểm T, được nhỉ? Đấy, trung điểm T. Đấy, XD, XD cộng XA 0,5 chia 2 cộng 0,5 bằng 5 phần 6 chia 2, 5 phần 12. Đấy, 5 phần 12 này. Thế còn 2y cộng lại. Trừ 5 phần 9. Được chưa? Đây là trừ 2, kia là, đây là trừ 3 phần 9, trừ 2, trừ 5 phần 9, chia 2 là trừ 5 phần 18. Đấy, trừ 5 phần 18. Đấy, T đây. Thế thì sẽ có OT này. OT thì sẽ là căn bậc 2 của mở ngoặc phân thức. Đấy, 5 phần 12. Đấy, bình này. Cộng mở ngoặc phân thức lại 5 phần 18 này, 5 phần 18 đóng ngoặc bình này. Đấy, nhân 2. Lớn hơn 1. Lớn hơn 1 một chút. Đấy, 1,001. Đấy, suy ra 2OT. Đấy, 2OT là đấy, bằng 5 căn 13. Đấy, 5 căn 13 phần 18 thì sấp xỉ 1. Sấp xỉ 1. Đấy, 1,001 đấy nhỉ. Đấy, 1,002. Thế thì cái giá trị này nó là sấp xỉ, được chưa nhỉ? Đấy, giá trị này nó là sấp xỉ. Tại vì là cái giá trị nhỏ nhất là chắc là nó sẽ nhỏ hơn cái này một chút nữa là nó sẽ là 1, được chưa? Thế thì căn cứ vào cái đáp án như thế này. Đấy, nếu nó lớn hơn 1. Nếu nó lớn hơn 1 thì đây thỏa mãn và đây cũng thỏa mãn, đúng không? Đấy, thế nhưng nó mà bằng 1. Nó bé hơn 1. Nó mà bé hơn 1 thì đây thỏa mãn và đây cũng thỏa mãn, được chưa nhỉ? Đấy, thế thì chỉ có bằng 1 là có một đáp án thôi, được chưa? Chỉ có bằng 1 là chỉ có đây thôi. Đấy, bé hơn 1 thì hai đáp án, được chưa? Đấy, bé hơn 1 thì đây có này. Đấy, đây có này. Đấy, lớn hơn 1 thì đây có này. Thế thì chỉ có bằng 1. Đấy, chỉ có bằng 1 là một đáp án, được chưa nhỉ? Đấy, thế thì sẽ suy ra là đấy, P min bằng 1 nhá. Đấy, suy ra P min. Đấy, P min sẽ bằng 1. Đấy, cái này thì sẽ là C. Đấy, thì bài hôm nay các em giải quyết hai câu 47, 49. Đấy, câu khác thì bài sau các em làm tiếp nhé. Chào các em.